Thế giới từng bất ngờ khi nhà sáng lập Facebook tuyên bố sẽ phát triển vũ trụ số. Đây là nơi mọi người hiện diện và giao tiếp với nhau trong một không gian ảo. Phần lớn các cư dân mạng chỉ mới nghe nói đến khái niệm Metaverse trong khoảng một năm trở lại đây. Hiểu một cách đơn giản, Metaverse là thế giới nằm ngoài vũ trụ vật lý và tồn tại song song với thế giới thực. Đó là nơi con người có một bản thể số để tương tác với nhau trên môi trường ảo. Khác với thế giới thực, ở nơi đó con người có thể tự do sáng tạo và làm bất kể điều gì mà mình mong muốn. Tại Việt Nam, thời gian gần đây đã xuất hiện một số dự án phát triển các vũ trụ ảo Metaverse. Thế nhưng, phần lớn trong số đó thường dính đến yếu tố game và ít dự án có quy mô lớn như kỳ vọng. Mới đây, Moonlab, một startup Việt đang muốn thay đổi thực trạng này bằng cách xây dựng nên một vũ trụ ảo sinh động hơn, xứng tầm với những định nghĩa được đặt ra cho thuật ngữ đó. Theo đại diện Moonlab, về bản chất, vũ trụ ảo sẽ đóng vai trò là một nền tảng kết nối mọi người. Đó sẽ là bước phát triển tiếp theo, trực quan, sinh động hơn của các mạng xã hội. Trong thế giới này, các tài sản số sẽ không còn là ảo mà trở thành tài sản thực. Người dùng sẽ có toàn quyền sở hữu, sang nhượng các tài sản số của mình trong thế giới ảo. So với các vũ trụ ảo hiện có trên thế giới, điểm mạnh của startup Việt Nam là khả năng tương tác và kết nối xã hội. Hiện dự án đã phát triển các phương thức giao tiếp thông qua âm thanh thoại và video chat để tăng khả năng kết nối trong Metaverse của người dùng.